Ok, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây, Tâm đến từ Bino Lover. Thì với những cái video trước đây mình đã review và cũng như là hướng dẫn các bạn cách tuôn dây và chơi một số cái bài hát đơn giản với dòng ukulele soprano. Thì có rất nhiều bạn đã inbox vào fanpage của Bino Lover và hỏi rằng là có những dòng sản phẩm ukulele nào khác có kích thước bự hơn một chút. Tại vì những bạn đó muốn chơi những cái phong cách khác nhau hơn một chút, ngoài đệm hát ra các bạn còn muốn chèn thêm một chút solo để làm những cái bài hát của mình, để cho cái phong cách chơi nhạc của mình nó thêm phần đa dạng và phong phú. Thì ngày hôm nay đây Bino Lover cũng vừa gửi đến cho Tâm một cái cây đàn ukulele concert. Thì vừa mới nhận được đây thôi, trong cái hộp rất là đẹp của Bino Lover như mọi khi. Sau cái phần intro này thì cùng mọi người hãy cùng nhau mở hộp và xem thử cái ngoại hình của em nó, cũng như là Tâm sẽ phân tích chi tiết hơn sự khác nhau giữa các dòng ukulele và review cái chất âm của cái đàn ukulele concert này nhé. Trước khi cùng các bạn đập hộp để mà xem cái ngoại hình của cái cây ukulele concert và review chất âm của nó, thì Tâm sẽ giải đáp thắc mắc của rất nhiều các bạn, gọi là các bạn khán giả cũng như là các khách hàng của Bino Lover hỏi rằng là làm sao để mình có thể tìm được thông tin của các loại đàn, chẳng hạn như là cây ukulele trên tay Tâm đây trên trang web của Bino Lover, và như thế nào để mình đặt hàng cũng như là coi các thông tin chi tiết sản phẩm. Thì mời các bạn cùng Tâm truy cập vào trang web của Bino Lover để mà tìm hiểu xem cách thức sử dụng trang web này như thế nào nhé. Rồi bây giờ mọi người truy cập vào trang web binolovers.vn. Đó thì cái giao diện của trang web nó sẽ như thế này. Mọi người cùng đi tới cái mục sản phẩm, mọi người kéo xuống Uku và thương hiệu của Woim ha. Thì nó sẽ dẫn hẳn mọi người tới một cái trang web chỉ chuyên là ukulele thôi. Thì cái sản phẩm Tâm muốn giới thiệu cho mọi người thì là sản phẩm ukulele nhiều màu ở đây. Nó có giá bán chính thức cũng như là tất cả các thông tin chi tiết về sản phẩm mà mọi người cần biết, và mọi người cũng có thể tiến hành đặt hàng và mua hàng ngay trên website của Bino Lover luôn ha mọi người ha. Thì tất cả mọi thứ nó đều rất là tiện lợi và rất là dễ tìm trên website của chính Bino Lover. Và sau khi mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái website của Bino Lover để tìm kiếm cái cây đàn phù hợp nhất với mình, thì sau khi các bạn đặt hàng thì sẽ được gửi đến một cái hộp đàn y chang mình đang cầm trên tay đây, được chưa? Bao bì rất là chắc chắn, đóng gói rất là cẩn thận từ Bino Lover. Thì mình nghĩ là bây giờ sẽ đến cái phần gọi là cái phần các bạn mong đợi nhất, đó chính là cùng mình đập hộp chiếc đàn ukulele concert này và để xem ngoại hình của em nó như thế nào, cũng như là chất liệu làm đàn và chất âm của nó sẽ ra sao nhé. Và các bạn lưu ý rằng là khi mà các bạn mở hộp thì các bạn nên mở theo đúng cái chiều nắp hộp để tránh làm rớt đàn khi mà các bạn mở hộp ha. Và bây giờ hãy cùng Tâm mở chiếc hộp này ra nhé. Ở đây, trên tay mình đây ha. Sau khi mở hộp ra thì em nó đã xuất hiện cây ukulele concert mới toanh, và một cái màu đen đập vào mắt mình, nó là một cái màu đen rất là đẹp luôn. Và đến từ thương hiệu Woim ha, như các bạn đã thấy. Và cái điều đặc biệt hơn nữa rằng là gì? Khi các bạn mua bất kỳ sản phẩm nào từ Bino Lover thì các bạn sẽ có được một cái gọi là một cái information sheet nhỏ như thế này ha. Thì trong này bao gồm là gì? Bao gồm là các bạn có thể scan được website, scan được fanpage và có thể liên hệ vào website hay là fanpage của Bino Lover để nhận giáo trình. Nếu như các bạn nào chưa biết chơi và mong muốn học chơi các loại nhạc cụ thì các bạn được Bino Lover hỗ trợ giáo trình miễn phí, được chưa? Các bạn chỉ cần liên hệ và Bino Lover sẽ gửi giáo trình đến tận tay các bạn, cũng như là gửi giáo trình file mềm cho các bạn để các bạn tập chơi ha. Và bỏ qua cái tờ này qua một bên để đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là cái ukulele concert trên tay Tâm đây ha. Thì trong hộp đó rất là đơn giản thôi. Thì có một cái cây ukulele concert mà màu đen, đàn lần này Tâm nhận được là màu đen ha. Với cái màu sơn ở phím đàn là màu nâu, có một chút gọi là cái gỗ bóng, cho nên khi mà mình nhìn dáng đèn thì nhìn nó rất là quyến rũ ha. Và kèm theo đó là sẽ có một dây thay thế cũng như là một cái phím đàn mà Bino Lover tặng kèm cho các bạn, được chưa? Thì đó, đây là ngoại hình của em nó. Thì bắt đầu vào B-roll thì Tâm sẽ cho các bạn xem kỹ hơn và từng phần của nó ha. Thì đây là dòng dòng ukulele concert mới nhất của Woim, được chưa? Được làm bằng một loại gỗ cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà đặc biệt ở đây là giá thành cực kỳ phải chăng. Bino Lover bán với giá cực kỳ phải chăng, với một cái chất lượng như thế này thì Tâm nghĩ nó là rất là phù hợp với túi tiền của rất nhiều bạn học sinh, sinh viên, cũng như là những người mới tập chơi, mới cần phải tìm hiểu một cái đàn nó không quá mắc nhưng mà chất lượng phải đảm bảo để mà mình chơi với một cái gọi là tâm thế vui vẻ ha. Thì để mà phân tích chi tiết hơn, sâu hơn về cái sự khác nhau giữa cái dòng ukulele concert này với cái dòng ukulele soprano mà Tâm đã từng review trước đây, thì có hai cái điểm chính là mang đến sự khác nhau này. Thứ nhất là cái kích thước của dòng ukulele concert thì bự hơn một chút xíu so với dòng ukulele soprano, và chính xác hơn là cái cây Tâm đang cầm để kích thước là 23 inch, được chưa? Và cái điểm thứ hai là do có kích thước lớn hơn cho nên là dòng ukulele concert sẽ được lợi hơn bằng cách là nó sẽ có nhiều phím đàn hơn. Thì dòng ukulele concert thì thông thường sẽ có từ 15 phím đàn tới 20 phím đàn cho trên cái cần đàn này. Thì để làm gì? Để giúp cho những bạn ngoài đệm hát thì các bạn có thể tỉa thêm một số nốt để chơi solo hay hơn, để làm cho cái bài nhạc các bạn chơi nó phong phú hơn, nó đa dạng hơn, cũng như là có thêm nhiều màu sắc hơn. Và cái thứ ba nữa rằng là gì? Đối với những bạn có những cái bàn tay to như Tâm này, thì cái vấn đề mà bấm dòng ukulele soprano thì vẫn được đi, nhưng mà đôi lúc nó sẽ có những cái hiện tượng như là mình bấm bị dính vào dây khác, và mình bấm nó do một tay mình to quá, mình bấm nó dễ bị tẹt, nó dễ bị tè, nghe nó không có được hay. Và cái dòng ukulele concert thì giải quyết hoàn toàn triệt để cái vấn đề đấy. Tại vì sao? Các bạn có một không gian bấm nó rộng hơn, cho nên các bạn tay các bạn khi bấm thì chính xác hơn, cũng như là các bạn sẽ giữ được cái dây đàn chặt hơn, làm cho cái âm thanh khi mà đàn nó phát ra nghe nó hay hơn, nghe nó trong hơn, mà đặc biệt là không bị tè, bị tẹt, nghe rất là khó chịu ha. 4 cái dây đàn trên dòng ukulele concert sẽ tương ứng với 4 nốt là Sol, Do, Mi và La ha. Thì nếu các bạn nào chưa biết cách tun dây thì mời các bạn có thể xem lại video mà Tâm đã hướng dẫn các bạn cách tun dây đàn ukulele trước đây. Rồi, và bây giờ sau khi đã tun xong dây đàn thì bây giờ Tâm sẽ chơi thử, đệm hát thử một khúc nho nhỏ của bài Người Ấy cho các bạn nghe thử ha. Sao cho lòng người bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh. Và sau khi các bạn đã nghe Tâm vừa đàn và vừa kết hợp với giọng hát của mình thì các bạn có thể nghe được rằng là cái âm thanh rất là trong trẻo, cũng như là có cái độ dày gọi là phù hợp nhất định để cho khi mà các bạn cầm ra ngoài trời, các bạn đệm hát, các bạn giao lưu với nhau trong một cái bữa tiệc nhỏ ngoài trời á, thì sẽ luôn làm cho cái âm thanh nó trở nên nổi bật, chứ nó không quá mạnh, không quá nhỏ chưa? Và hơn thế nữa là khi Tâm bấm thử cái dây đàn này á, vì đây là cái bản concert cho nên cái kích thước của cái cần đàn nó to hơn, cho nên cái việc mình bấm hợp âm, bấm nốt nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều ha. Thì đó là tất cả những gì mà Tâm muốn nói về chất âm cũng như là ngoại hình của cái cây ukulele concert này. Thì kết luận là như thế này: đối với 329.000 mà các bạn đã có được một sản phẩm ukulele tốt như thế này thì Tâm nghĩ là cái giá đó hoàn toàn phù hợp, và cái chất lượng cũng như cái mức độ hoàn thiện của cây đàn này thì không có gì phải bàn cãi nữa rồi ha. Thì nhiều khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm của Bino Lover thì đều biết được rằng là Bino Lover luôn luôn mang đến cho các bạn những sản phẩm với chất lượng tốt nhất và giá thành tuyệt vời nhất, rất là phù hợp với đại đa số những người dùng, cũng như là cái chính sách hỗ trợ sau khi mua hàng của Bino Lover đều là cực kỳ tốt. Đối với những bạn mà mới bắt đầu chơi hoặc là chưa biết chơi thì Bino Lover luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các bạn có thể tiếp cận được những cái giáo trình, cũng như là tự học những cái cách chơi mà dễ dàng nhất, cũng như là tiếp thu được nhanh nhất cái loại chơi đàn. Thì đó là tất cả những gì mà ta muốn nói về trong cái clip review về cái cây ukulele concert này. Thì hy vọng rằng là các bạn hãy luôn ủng hộ Bino Lover, và nếu cần những cái thông tin gì thì các bạn hãy truy cập trang web Bino Lover hoặc là liên hệ trực tiếp qua fanpage của Bino Lover. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.